Nếu bạn có tiền bạn sẽ mua điện thoại gì? 15 Pro Max. Tất nhiên là iPhone 15 Pro Max rồi. Tôi không có tiền nhưng tôi vẫn sẽ mua iPhone 15 Pro Max vì tôi có thể trả góp chỉ 160k một ngày trong vòng 6 tháng. iPhone 15 Pro Max với thiết kế khuôn viền titan chuẩn tàu vũ trụ, vừa nhẹ vừa bền. Chiếc A17 Pro mang lại hiệu năng đồ họa khủng và vô cùng sống động. Họa sức sáng tạo và quay phim chuyên nghiệp với cam đến 48 megapixel. Trợ giá lên đời giảm thêm 2 triệu đồng. Mua ngay tại Sephonet.